clip của ngày hôm nay em gửi đến quý vị một số dòng loa mới về. Các bác cứ đợi em giới thiệu chi tiết và em quay trực tiếp gửi tận nơi cho bác. Thời gian này đang dịch Covid nên các bác cứ xem kỹ chi tiết của em. Em sẽ giao và chuyển hàng tận nhà cho các bác. Và chuyển hàng tận nhà. Đấy. Đây còn bác nào có mua cái máy tời với lại máy trộn bê tông của bác thợ đấy bán luôn. Em bắt đầu sẽ báo giá lần lượt từng mã loa cho các bác. Đây hầu như là loa Mỹ, gần như là loa Mỹ chiếm khoảng độ 70% rồi. 3-4 đôi loa Mỹ đầu tiên này. Bắt đầu từ đôi loa Mỹ đầu tiên, đó là đôi loa Mỹ FMI. Đây là đôi loa FMI được thiết kế với lại loa bầu dục đường kính 30, tép lồng phía trước. Dòng FMI này thì cách đây cũng gần 2 năm em có đăng bán cho các bác hai đôi đấy, cái FMI đấy. Ngày đấy là đôi đấy 26 triệu. FMI đấy, model con đấy còn thấp hơn con này. Nhưng mà con đấy lại nó lại còn ê căng đồng. Ê căng làm bằng đồng ạ. Còn con này là ê căng bằng vải. Con ê căng bằng đồng thì nó như tận 26 triệu cơ. 26 triệu. Nhưng mà con này thì có mức giá là 16 triệu 800. Tất cả đều được đến tất cả gỗ loa đều còn zin hết, zin và đẹp cho các bác. Đường kính loa chiều ngang 30 này, chiều sâu tầm 25, chiều cao thế nào, 1, 2, 3, chiều cao tầm 60 ạ, 60. Loa bát 30, bát 30. Này. Về phía sau đây, về phía sau thùng vách còn zin hết, zin hết, thùng vách của ép zin tất ạ. Model của nó đây ạ, đây là đôi loa FMI, model là 921. Con này còn cao hơn con lần trước em bán 25-26 triệu. Hai con kia là nó có căng bằng đồng, nó là model 62 mấy, em nhớ là đầu 6, không phải đầu 9 nhé, 921, 16 triệu 800. Sang đến đôi loa tiếp theo, đó là dòng loa Avon khung tranh tép đỏ. Avon khung tranh tép đỏ. Đôi này bát 25, tép đỏ bát 25. Tất cả bao xuất bao zin cho các bác, có mức giá là 8.9 triệu đôi loa Avon này, bát 25 ạ. Dòng loa Avon này bác nào thích nghe chất bát của AR này, KLH Avon này nó như nhau. Và cái đặc biệt là đối với dòng Avon này thì bác nào thích nghe chất bát của AR thì lấy các em nó về. Ví dụ như là các bác muốn nghe một đôi AR mà chất âm như đôi này thì các bác phải bỏ ra số tiền phải có trên 20 triệu. Nhưng mà dòng Avon này thì có mức giá là 8.9 triệu, 8.9 triệu, nhưng cho chất bát không thua kém gì AR đâu ạ. Chất bát giống gần như dòng khung tranh mắt đỏ. Dòng này Avon khung tranh tép đỏ này khá là nổi tiếng rồi. Thì đối với ê căng của nó đây, ê căng màu trắng ạ, bát 25. Kích thước ngang của thùng 30 này. Đấy, kích thước chiều cao là 50, cao 50. Sâu 25, sâu tầm 22, 23. Là Avon khung tranh tép đỏ. Em ơi, chuyển một con loa quay trước, một con loa quay sau đi. Cứ để đây, cứ đi đi lại lại, cứ trước đằng sau, trước sau thì mệt lắm. Đây, con loa Avon này, USA. Dòng Avon đa số là của Mỹ hết. Tiếp theo sang đến đôi loa PSB. Vướng đi rất là mệt. Đây là con loa, đôi loa PSB, dòng loa đến từ Canada. Đôi loa PSB, PSB 300, loa đến từ Canada. Dòng loa Canada các bác có thể đánh với âm Leon Kyo cho em nhé. Âm Leon Kyo đánh con này rất là hay, dòng này rất là hay. PSB lỗ thông hơi phía sau. Đây mặt trước của nó đây, mặt trước được thiết kế với một bát và một tép đo, tép đo. Con này gân rất đẹp luôn, mềm nhũ. Dòng loa Canada này cho chất bát rất là dày, ấm áp. Logo đằng trước có PSB đây. Mức giá 3.3 triệu. Chiều sâu của thùng 22, chiều ngang 20, chiều cao đâu 1, 2, chiều cao tầm 55.
đấy là đô la PSB. Sang tiếp tục đến đây nữa, đó là đô la JBL. Đô la JBL, dòng JBL này thì đây là dòng loa cao cấp, nó là JBL. Con này củ rất là khủng, đã có clip full rồi. Các bác chú ý hộ em nhé. Đây là con loa JBL có model này, JBL model là LX8. Dòng này các bác đã đánh với âm ly Lukman cho em, âm ly Lukman, Lukman hoặc Mazan. Lukman đèn thì càng đỉnh. Lukman đèn thì con này nó cho chất âm gì ngọt ngào như rót vào tai luôn. Thùng vách rất là nặng, nặng trịch luôn. Rất đỉnh. Dòng này thì dòng loa cao cấp rồi, nó gọi là xếp vào dòng loa cao cấp. Với thương gia. À, đôi này có mức giá là 19 triệu 800. Thùng vách còn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Vách rất là đẹp. Kích thước chiều ngang này, nó tầm khoảng độ 38 đến gần 40, bác nhìn găng tay còn này. Chiều sâu 30. Chiều cao thế nào? 1 2 3, chiều cao nó là 60. 60. Đấy. Trước phía sau cho bác. Dòng này dòng cao cấp này. 19 triệu 8. Tiếp tục sang đến bên đây. Sao lại hai con quay sao ra sau tất kia? Lần sau chú ý, con quay đằng sau thì cứ để EK cũng được. Cuối cùng con quay đằng sau ra đằng giữa EK đằng trước để lung tung. Tiếp đến là con loa Chio. Con loa Chio LS10. Con này thiết kế rất là hầm hố, đặc trưng của con. Con này công suất max 150W một loa, vậy là đôi loa Chio LS10 này có tổng công suất của đôi này là 300W đấy. Nhìn cũng rất là gọn gàng, quá gọn luôn. Đặc biệt là em nó lại thiết kế lỗ thông hơi phía sau, nên rất lợi cho các bác nào diện tích nhà hẹp, có thể đẩy sát loa vào trong tường mà không bị bịt, không sợ bịt cái lỗ thông hơi này. Con Chio LS10 chưa? Tép này rất đặc trưng này. Gần 300W, 300W một đôi này, công suất tối đa đấy. Không phải đơn giản các bác ạ. Được. Cái căng còn đẹp lắm. Mặt trước, nói chung là mặt trước của loa thì đẹp. Mặt trước và bên thành rất là đẹp. Được. Mức giá 2.9 triệu. Mời các bác xuống phía dưới. Đối với đôi loa Kenwood. Con này là Kenwood 3-way. Con này 3 loa. Dòng này là xuất Mỹ. Em xem con Kenwood này có mức giá bao nhiêu nào. Con Kenwood này có mức giá là 4.8 triệu. 4 triệu 8 con loa Kenwood Bass 25. Màng đấy, gân vải tầm dầu, vẫn còn gân zin, gân xịn luôn, gân vải tầm dầu của nó. Trung giấy cũng gân vải tầm dầu. Ok. Con này là con Kenwood JL650W. Con này hàng made in USA. Không đùa. 140W một loa. Công suất 140W một loa, tổng 280W đôi loa này ạ. Cũng không thể coi thường nó được, 4 triệu 8 ạ. Đây, còn là Kenwood JL650W, tất cả vẫn còn là logo và tem giới thiệu với em nó, cái thông số đấy ạ. Em giữ in một chút để cho các bác nào cần chi tiết thì bác chụp lại ảnh màn hình rồi sau đó là bác cái thêm tham khảo thông số của con này, nó dễ ạ. 4 triệu 8 đôi này. Kích thước ngang của thùng tầm cũng 38, 36 đến 38. Chiều sâu khoảng độ cái căng. Chiều sâu cái căng tầm khoảng 25. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3. Chiều cao 3 gang nó tầm 62-65cm chiều cao. Sang đến bên đây. Đó là dòng loa đến từ Anh Quốc. Anh Quốc. Loa Anh này các bác ạ. Nhanh tay, không hết. Ở đây là đôi loa Anh, dòng loa Godfather. Godfather. Đây, đọc. Đọc nó méo hết vào mồm. Godfather. Godfather W60, model là W60. Dòng loa đến từ Anh Quốc. Dòng loa này được thiết kế với lại một bát 30 này, một chung này, một siêu tép này. Bác nhìn cái tép luôn, thích chưa? Made in England. Mức giá 9.9 triệu. Các bác cứ đi tham khảo hộ em nhá. Các bác xem vào kênh dòng loa W60 này hộ em đi, xem có chỗ nào bán 9.9 triệu không. 9.9 triệu đấy ạ. Được chưa ạ? 9.9 triệu dòng loa này thì không thể chê được rồi. Đối với về chất dòng loa của anh W60, W70 cho các bác mê người luôn. Chơi được tất cả các thể loại nhạc, nhạc gì em cũng yêu. Mức giá 9.9 triệu. Kích thước chiều ngang này 40.
chiều sâu này 30, tầm 30, hơn 30 đấy. Còn chiều cao thế nào? 1, 2, 3, chiều cao 60. Đấy là đôi loa đến từ Anh Quốc. Tiếp tục và sang đến đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa Pioneer CS99. À, đây là đôi loa Pioneer CS99. Đôi Pioneer CS99 này ê căng, phải nói luôn là còn đẹp như mới luôn. Tóm lại đôi này em bao cho các bác là đẹp như mới luôn, kể cả nội thất. Đôi này thì quá chất rồi, cũng có clip vui hài cho bác rồi. Pioneer CS99 có đẹp, bát 30, giá 13.900.000. Có nhìn gỗ chưa? Một bát 40 này, em nó được thiết kế với một bát 40 này. Con này đặc biệt lại có thông hơi ở trước màng loa bát, nó vừa làm thoát hơi cho tốt và vừa làm cho khi gió nó lùa qua cái đường côn loa này để tránh bị nóng côn. Thiết kế rất là hay, tránh bị nóng côn. Con chung này tất cả bao zin hết cho bác. Một con siêu tép còi, hai con siêu tép. Đây còn con tép này nữa. Con tép này em muốn giữ zin cho nó nhé, mặc dù cái gân nó hơi mục nhưng để zin các bạn, bởi vì là con tép này nó được bảo vệ, đằng sau là tất cả nó bịt kín bằng một tấm thép rồi nên là cái độ rung của nó không nhiều, không ảnh hưởng đến nhiều, nên chưa nhất thiết phải thay, cứ để cho nó zin. Ví dụ như con này bắt buộc phải thay rồi, nhưng con này không cần thay, cứ để cho nó zin các bạn. Để nó zin còn thay cái này đơn giản lắm, nhưng mà không nhất thiết phải thay, để cho nó zin, để coi như em muốn là đôi loa này không được động đến cái gì. Chứ còn thay cái này thì đáng bao nhiêu, mấy chục nghìn, nhưng không cần thay các bạn, không nên thay, để cho nó độ zin. 13.900.000, con này đẹp lắm, bắt nào cần em gửi clip vừa nha. Tiếp tục sang đến bên đây nữa, đó là dòng loa JBL. Có lẽ là nhiều bác thì chưa được gặp dòng JBL L3 đâu. Bắt đầu chơi rồi thì bác nào đang chơi đôi loa JBL L3 này thì cho em xin một vài ý kiến vào đây đấy. Bởi vì là có nhiều bác thấy những đôi JBL L3 này rất là lạ lẫm. Con này thiết kế rất là điệu này. Cái mặt căng ở trước nó hơi cong, nó cong này. Nó cong để nó bù vào cái khoảng vát, để nó bù vào cái khoảng vát này rất là điệu. Đôi loa LJBL L3 này thì riêng dòng loa JBL, dòng nghe nhạc hoặc là dòng karaoke cũng vậy. Đối với dòng JBL L3 này thì được người Việt Nam mình đón nhận rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Con này lỗ thông hơi phía sau. Dòng JBL này chất âm nó dày lắm, nó dày, mềm. Dòng này các bác đánh với Lukman hoặc Marzan cho em nhé, Lukman, Marzan. Hàng rất là đẹp, mức giá 9.800.000. Đẹp lung linh luôn. Đẹp lắm, đẹp lắm. 9.800.000 luôn đấy. JBL L3 đây, cho các bác nhìn. JBL L3 trở kháng 8 ohm, hàng USA, hàng đến từ nước Mỹ luôn. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau ạ.